Chương 11 Không móng ngựa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Miễn cưỡng tẩy trừ hoàng trên người mình tất cả máu đen sau, phong hướng nguyệt phát hiện của nàng mau sắc cùng tiểu gia hỏa hoàn toàn không có tương đồng địa phương. Nàng thân thể này mau sắc đều là màu xám trung mang theo mấy phần màu đen, chỉ có cổ phía dưới cùng trên bụng mau là màu trắng, mà tiểu gia hỏa lại từ đầu đến chân không có một chỗ tạp mau cái loại cảm giác này giống như là một cái giống không thuần kinh ba cẩu sinh ra một cái huyết thống thuần khiết nguy quý khách cẩu bình thường làm cho nàng cảm giác kỳ quái không ngớt tiểu gia hỏa này thật là này mẫu sói sinh sao chỉ là này tìm cách nhoáng lên liền quá khứ phong hướng nguyệt nhịn không được bật cười không phải mẫu sói sinh này vật nhỏ sẽ như vậy ỷ lại nàng hơn nửa động vật mau sắc sẽ theo bọn họ lớn lên mà phát sinh thay đổi huống chi loại này giao phối sinh tể sự tình ấu tể mau sắc cũng không nhất định phải cùng mẫu sói tương tự, cùng công sói cũng là có rất lớn quan hệ, có lẽ này vật nhỏ tượng nó phụ thân cũng là có khả năng. Phong hướng nguyệt nghĩ như vậy sau, trong lòng lại là vô số thương tiếc cuộn trào mãnh liệt sinh ra, há mồm liền đem vật nhỏ hàm ở trong miệng, phóng tới chính mình bán nổi mặt nước thân thể thượng, sau đó liền dùng đầu lưỡi quyển chút nước, hất tới tiểu gia hỏa trên người, sau đó sẽ dùng đầu lưỡi đi tinh tế cho nó liếm. Quá trình này lại nói tiếp dễ, thực tế làm lên đến nhưng cũng không đơn giản như vậy, bởi vì dù sao làm cho một không có thói quen dùng đầu lưỡi làm tất cả sự tình nhân loại, bây giờ không thể không dùng đầu lưỡi để hoàn thành, bình thường dùng tay mới có thể hoàn thành một loạt làm việc, vốn là nhất kiện ép buộc, khó khăn không ngớt sự tình. Thế nhưng Phong Hướng Nguyệt cuối cùng cũng vẫn là hoàn thành, lúc này, mặt trăng cũng đã lên tới giữa không trung. Không thể quá nhiều đi chú ý qua đêm địa phương, Phong Hướng Nguyệt mang theo tiểu gia hỏa chỉ có thể ly khai bên dòng suối ngay cách dòng suối nhỏ gần đây dưới một cây đại thụ cuộn mình đứng lên tử tiểu gia hỏa thì không biết trong miệng ở nức nở cái gì đối phong hướng nguyệt nức nở hơn nửa đêm đáng thương phong hướng nguyệt lại chỉ cảm thấy lại mệt lại khốn thêm chi lại nghe không hiểu tiểu gia hỏa thú ngữ không thể không có lệ tựa như liếm hắn mấy cái cống hiến ra mẫu sói trên thân thể một nhũ đầu cho nó sau đó liền nghiêng đầu đang ngủ mà tiểu gia hỏa anh anh nửa ngày, cũng không thấy phong hướng nguyệt lý nó sau, bất đắc dĩ cũng chỉ hảo hàm chứa mẫu sói nhũ. Đầu, tiến vào của nàng bụng hạ đi ngủ. Trời mau lượng thời gian, đại địa đột nhiên phát ra một trận lại một trận rung động, giống như là có người cầm cái đại búa ở bên tai nàng đập đông tây bình thường. Tiểu gia hỏa cái đầu tuy nhỏ, thế nhưng đến tột cùng là chân chính giả thú, nhất thời liền cảnh giác theo phong hướng nguyệt bụng chui ra, mà lúc này phong hướng nguyệt cũng thông thả mở mắt, thần trí lại còn chưa có thái thanh tĩnh, chỉ là lẩm bẩm oán trách một tiếng, chết tiệt, sáng sớm, ầm ỉ cái gì ầm ỉ, muốn lắp đặt thiết bị sẽ không chậm một chút a, à, cẩn thận ta đi vật nghiệp trách cứ ngươi. Tạ oán xong, mới phát hiện tình huống không đúng, nàng đã chết, hiện tại biến thành một cái mẫu sói, đang ở một không biết tên trong rừng rậm, chỗ nào tới lắp đặt thiết bị thanh âm. Nhất thời cũng hoàn toàn kinh tỉnh lại nhìn thấy tiểu gia hỏa đã vẽ mặt cảnh giới, thả cổ sau lưng đeo ngắn tiểu lông tơ, cũng đã dựng thẳng lên tới, hiển nhiên là một bộ ngăn địch tư thế. Mà lúc này, phong hướng nguyệt cũng nghe ra khỏi, khi trước đêm nàng đánh thức một tiếng lại một tiếng nặng nề rung động thanh là cái gì? Là tiếng vó ngựa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 12 012 giả chết bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com có tiếng vó ngựa liền đại biểu có người loại tới vậy có phải hay không cũng đại biểu các nàng được cứu rồi nhưng mà như vậy may mắn tìm cách bất quá một giây phong hướng nguyệt đang nhìn đến tiểu gia hỏa càng ngày càng thẫn trương thiên tính bộc lộ sau phong hướng nguyệt nhất thời liền phản ứng qua đây nơi này là rừng rậm ở chỗ sâu trong giả ngoại cho dù có người đến các nàng hiện tại thế nhưng tiêu tiêu chuẩn chuẩn sói nhân loại vì bảo hộ chính bọn họ cũng sẽ trước nghĩ biện pháp giết các nàng. Đây mới thực là nhược nhục cường thực tàn khốc giả ngoại, pháp luật pháp quy sợ là xa xa quản thúc không đến nơi đây, nên làm cái gì bây giờ? Ngay phong hướng nguyệt lòng nóng như lửa đốt thời gian, tiếng vó ngựa kia lại càng ngày càng gần tới gần nơi này lý, phong hướng nguyệt nhìn sắc trời một chút, vẫn chưa có hoàn toàn sáng choang. Nếu là tiếng vó ngựa kia trực tiếp theo chúng nó cách đó không xa ly khai nói, như vậy các nàng còn có thể thoát được một hiểm, nếu là các nàng thực sự không gặp may, có người loại vừa lúc tới gần các nàng nói, nàng dù cho liều mạng mệnh không nên, cũng không thể làm cho người ta thương tổn này vật. Nhỏ, mặc kệ thế nào, nàng hiện tại luôn luôn mẫu thân của nó, có bảo hộ nó nghĩa vụ. Phong hướng nguyệt muốn, quyết định thật nhanh ngay lập tức đem tiểu gia hỏa ngậm lên, phóng tới rễ cây bên cạnh, không để ý tiểu gia hỏa giải dụa, nhất thời liền đem nó tiểu thân thể, dùng lưng của mình bộ ngăn chặn, không cho nó động, đồng thời nàng nàng thân thể của mình cũng cố gắng co rút ở cùng nhau, không nhúc nhích, ngụy trang thành là này rễ cây bên cạnh một phần tử. Loại này hành vi dùng bình thường lời nói mà nói gọi. Giả chết. Dùng có văn hóa điểm thuyết pháp gọi. Giỏi về ngụy trang để tránh nguy hiểm. Tiểu gia hỏa tự hồ cũng hiểu phong hướng nguyệt tính toán, dãy dụ mấy cái sau, yên tĩnh đãi ở phong hướng nguyệt phía sau, không động đậy được nữa mặc dù sói thiên tính lý không có giả chết như thế hạng nhất kỹ năng, thế nhưng phong hướng nguyệt không phải chân chính sói, nàng chỉ là theo chân phong ngạo thiên giang hồ chém giết bao nhiêu năm, trong khung luyện liền su tai tránh họa bản năng. Mà phong hướng nguyệt lúc này tất cả nhất cử nhất động, cùng với sau này ba năm lý, nàng làm tất cả đối sự vật phán đoán, đều bị tiểu gia hỏa thật sâu ghi tạc trong đầu, cũng gia dĩ vận dụng. Vì thế cùng với nói phong hướng nguyệt là muốn dùng một cái sói phương thức, đem tiểu gia hỏa giáo dưỡng lớn lên còn không bằng nói tiểu gia hỏa là ở phong hướng nguyệt cố hữu trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào thay đổi tới được nhân loại xử sự, sự tư duy hạ hôn đúc lớn lên này vì sau này tiểu gia hỏa thành một chân chính đỉnh thiên lập địa đại nam nhân sau tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn dung nhập cuộc sống của con người điện hạ không thể bỏ qua cường đại cơ sở đương nhiên những thứ này đều là nói sao Hiện tại phong hướng nguyệt cùng tiểu gia hỏa vận khí hiển nhiên không phải rất tốt, khi mất trật tự tiến vó ngựa một hồi hoành hướng ném mạnh bàn chạy loạn sau, thế nhưng liền dừng ở cách các nàng cách đó không xa bên dòng suối nhỏ. Lập tức một phục vật thể, ở con ngựa dừng lại sau, nhất thời liền, phanh, một tiếng rơi xuống đất, sau đó con ngựa kia tự hồ cảm giác lo lắng không ngừng dùng mũi phun khí, móng ngựa thanh thúy vây quanh kia trên mặt đất, vật thể không ngừng đảo quanh. Phong hướng nguyệt biết đây tuyệt đối là cá nhân, hơn nữa tự hồ còn là một bị thương nặng sắp chết người, bởi vì nàng trong lỗ mũi cũng nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, mà mùi vị này mới mẻ mà tanh nồng, hiển nhiên không phải là mình vết thương trên người truyền đến. Nếu nàng lúc này là một cái chân chính sói, đại khái muốn cảm thán lão thiên thực sự không dứt các nàng sinh lộ, tại đây tối đói khổ lạnh lẽo khắc sâu, cho các nàng tống tới một trọng thương nhân loại làm thức ăn. Đáng tiếc, nàng trong khung cũng là cái chân chính nhân loại, cho nên nàng cũng không có đồng loại tướng tàn ham mê, này đúng, thức ăn nhất định là hưởng thụ không tới. Có nhắn lại cùng cất giấu, thì có thêm càng út. Cạc cạc. Vì thế thân môn cấp lưu bạch điểm động lực đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 13 013 Cổ Trang Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com bất quá đồng dạng rơi ở một bên túi sách trên đất phục lý, hẳn là có lương khô thức ăn các loại gì đó, mà phong hướng nguyệt mục tiêu chính là cái túi sách kia phục. Định được rồi mục tiêu sau, phong hướng nguyệt lại cảm thấy các nàng vận khí cũng không tệ lắm, chí ít ở mắt thấy sắp chết đói thời gian, lại còn có ăn gì đó. Thế nhưng nàng cũng không có bị kinh hỉ choáng váng đầu óc, nàng chỉ tiếp tục không nhúc nhích co rút ở trên mặt đất, ngoại trừ mắt chậm rãi mở ở ngoài, nàng toàn thân cái khác động tác nửa điểm cũng không có, chỉ là tỉnh tỉnh, bất động thanh sắc, dùng không chứa có địch ý ánh mắt nhìn cái kia theo trên lưng ngựa quẳng xuống người. Chính nàng cũng là nhân loại, vì thế phi thường rõ ràng, một người trừ phi thật đã chết rồi, bằng không trước khi chết tất nhiên có mãnh liệt một phát, nàng bây giờ cũng là trọng thương thân thể, nàng nhưng không có khí lực cùng nắm chặt, chống đỡ được người này trước khi chết công kích. Cho nên nàng đang cùng thời gian làm cạnh tranh, nàng đang đợi thời gian kéo rụng này sinh mệnh cuối cùng lực lượng, dù sao chỉ có người nọ triệt để không có phản kích lực lượng, nàng mới có cơ hội đi ngậm đi cái túi sách kia phục, vì sinh tồn, lão thiên cũng không thể trách nàng thấy chết không cứu, dù sao nàng hiện tại đều là một cái sói, nếu thật đi cứu người, cũng không giúp được hắn gấp cái gì. Thời gian đang khẩn trương chờ đợi trung quá khứ đại khái nửa canh giờ. Phong hướng nguyệt xác định người nọ từ theo trên lưng ngựa ngã xuống hậu, sẽ không từng động tới một chút, vẫn lấy như vậy một mặt bộ hướng hạ tư thái quỳ rạp trên mặt đất, hoặc nhìn hẳn là gần chết, mà con ngựa kia nhưng thật ra trung thành, tự nhiên một bước cũng chưa từng rời đi người kia, nhưng thật ra có điểm phiền phức. Bởi vì phong hướng nguyệt không xác định con ngựa kia có thể hay không đá muốn tới gần người kia chính mình. Thế nhưng bụng thực sự quá đói, hơn nửa trời sáng mau quá, trời đã sáng, đối với nàng mà nói, cũng không phải là hiện tượng tốt kia đại biểu của nàng ngụy trang đơn giản là có thể bị phát hiện, là thời điểm hành động. Phong hướng nguyệt quả quyết thông thả đứng lên, vọng lại thanh âm rất nhỏ, thế nhưng động vật cảnh giác tính lại là cùng sinh câu tới cao, con ngựa kia nhất thời liền thấy được một thân màu xám đen da lông, mắt tinh quan tứ lượng phong hướng nguyệt, nhất thời sẽ không an nôn nóng tại chỗ đạp khởi bước đến. Lưng cũng hơi cũng khởi, mã trong mắt cũng có kinh sợ thần tình, thế nhưng chính là chưa từng lui về phía sau quá một bước. Phong hướng nguyệt kỳ thực cũng khẩn trương, mã nàng là cưỡi trôi qua, cũng là bởi vì cưỡi quá, nàng mới biết được những người kia hình thể cũng không tiểu, tốc độ cũng cực nhanh, mà nàng lúc này mẫu sói hình thể mặc dù cũng không nhỏ, nhưng dù sao cũng là bị thương, hơn nữa chỉ có nàng một cái, nếu là có cái hai ba chỉ nói, tình huống cũng là khác nhau rất lớn, người nào không biết sói là ở chung động vật, bình thường đều là quần thể săn thực A. Phong hướng nguyệt trong lòng không ngừng kêu khổ thế nhưng ở khí thế thượng nàng lại nửa điểm cũng không toát ra đến chỉ là từng bước một hướng con ngựa kia cùng người trên tới gần tiểu gia hỏa cái đầu tuy nhỏ lá gan lại không tiểu nhìn thấy phong hướng nguyệt đi về phía trước nó cũng lập tức một tấc cũng không rời đi theo phong hướng nguyệt bên người con ngựa kia thất thấp giọng hí cùng dẫm chân tại chỗ thanh càng ngày càng vang lên trong lỗ mũi phung khí thanh cũng càng là lớn mấy phần lưng cũng thoáng cong xuống đầu sau này lui một bộ tùy thời sẽ xông lên công kích phong hướng nguyệt các nàng tình cảnh. Vừa lúc đó, kia trên mặt đất vẫn chưa từng từng có động tĩnh vật thể, tự hồ là nghe được hắn yêu mã khẩn cấp khí thanh, thậm chí có một chút động tác. Phong hướng nguyệt cam đoan, động tác của hắn thật là rất một chút, hắn chỉ là đem trước liền nắm ở trong tay rất chặt một thanh kiếm, càng nắm chặt mấy phần, mà chính là cái này động tác, nhất thời làm cho phong hướng nguyệt tại chỗ đứng lại không hề động. Kiếm Trời ạ! À người này trong tay lại có một thanh kiếm. Cưỡi ngựa bị thương, trong tay còn nắm chặt một thanh kiếm, cảnh tượng như vậy, Phong Hướng Nguyệt nghĩ như thế nào thế nào đều cảm thấy rất nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào đã từng gặp cảnh tượng bình thường, sau đó mắt phải nhìn nửa trên người hắn màu xám đen đã sắp thấy không rõ nguyên bản màu sắc trường. Bào. Phong Hướng Nguyệt cái này là thật biết là là ở chỗ nào, nam nhân này bộ dáng rõ ràng là một bộ cổ trang hóa trang thôi. Nhưng, nhưng Phong hướng nguyệt muốn liền chung quanh nhìn một chút bốn phía, nàng cũng không nhận ra cái gì cổ trang chụp ảnh tổ sẽ chạy đến loại này thâm sơn rừng già đến thải cảnh, coi như là nói, kia cũng chưa từng thấy qua cái kia điện ảnh sẽ là một diễn viên cứ như vậy nằm úp sấp trên đất bùng mau một giờ đi. Nàng, nàng rốt cuộc tới cái dạng gì một thế giới? Phong hướng nguyệt trong lòng nhịn không được kêu lên một tiếng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 14. Không một bốn chờ một chút. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Xem ra muốn ngạnh đến thì không được, chỉ có thể dùng trí, phong hướng nguyệt chậm rãi mang theo tiểu gia hỏa lại lui về phía sau hai bước. Sau đó tiếp tục nghiêm chỉnh lấy đã nhìn chầm chầm trên mặt đất cái kia thấy không rõ diện một nam nhân, nàng cũng không tin, hắn có thể cả đời đều nắm thanh kiếm kia. Trên mặt đất nam nhân kia lần thứ hai giật mình, tự hồ là tính toán ngồi dậy, chỉ là động tác này, đối hắn giờ phút này mà nói, hiển nhiên cũng không dễ dàng, phong hướng nguyệt cũng có chút khẩn trương theo dõi hắn, rất sợ hắn trong lúc bất chợt xuất kiếm qua đây, nếu là nói vậy, nàng căn bản tránh không thoát. Cũng may là nàng quá lo lắng, nam nhân kia chung quy không có thể ngồi được, hắn chỉ là thoáng lật cái thân, đem mặt mũi của hắn cùng nửa thân thể cấp lộ đi ra. Phong hướng nguyệt nhìn thấy kia nam nhân lộ ra bẩn thiểu khuôn mặt thường, một đôi kia nghị mà lợi hại mắt, lại nửa phần không vì bản thân hắn chật vật mà giảm bớt khí thế, làm cho nàng nhịn không được tán thang một tiếng, vui thế. Mà nam nhân kia nghe được lại là một mẫu sói cúi đầu một tiếng gầm nhẹ, còn có chính là mẫu sói trong mắt tán thưởng. Hắn cơ hồ cho là mình là thương thần chí không rõ, bằng không làm sao sẽ cho rằng, hắn có thể theo một cái sói trong ánh mắt nhìn thấy đối với người tán thưởng. Quả nhiên là hổ lạc đồng bằng bị chó lừa, ta mặc tử tuấn nay, hôm nay lại muốn tán thân trong bụng sói, truy, truy phong, ngươi đi đi, ngươi nhận biết lộ, nếu là kịp lúc, hẳn là còn kịp vì làm cho người ta đến cho ta thu cốt. Tên người này thì ra là gọi Mặt Tử Tuấn. Mặt Tử Tuấn nói những lời này lúc, liếc mắt một cái cũng không có nhìn phong hướng nguyệt, mà là đối hắn yêu mã nói, con ngựa kia tự hồ cũng biết hôm nay chủ nhân của nó muốn tán thân ở đây, mã trong mắt cũng chảy ra hai khỏa mắt to lệ đến, nhìn phong hướng nguyệt cũng nhịn không được thầm than, nguyên lai cổ nhân yêu mã, thật là có như vậy hộ chủ thả thông linh tính. Chỉ bất quá, này một người một con ngựa có phải hay không cũng quá tự cho là một chút. Quy, mặt tử tuấn, ta cũng vậy người, ngươi đừng cho là ta nguyện ý ăn ngươi, ngươi như thế bẩn thiểu, có cái gì tốt ăn, ta bất quá là muốn túi sách của ngươi phục mà thôi, làm cái gì vậy tự cho là đúng. Phong hướng nguyệt tức giận chi ngữ, hóa thành sói tru tự nhiên cũng không thể dễ nghe làm cho kia thí gọi truy phong mã lại là mũi mảnh một hồi phung khí mà phong hướng nguyệt nhìn thấy con ngựa kia còn dám hướng về phía nàng phung khí nhất thời cũng bất chấp kiên dè kia mặt tử tuấn trong tay trường kiếm lập tức tiến lên một bước ngươi lại hướng phía ta không biết phân biệt hôm nay ta liền phá lệ ăn một bữa sinh mã thịt ngon truy phong bỗng nhiên thấy phong hướng nguyệt tiến lên nhất thời cái loại này địch ý cùng kiên dè cũng là sâu hơn hướng về phía phong hướng nguyệt các nàng liền đang không ngừng dẫm đạp hai móng trước. Mà lúc này mặt tử tuấn nhưng có chút kinh ngạc nhìn phong hướng nguyệt kia mạo hiểm hỏa khí trong mắt, rõ ràng là lợi hại mà lên chọn hung tàn sói mắt, thế nào khi hắn cái sừng này độ nhìn, cảm thấy này chỉ mẫu sói nửa điểm đều không giống như là con sói, trái lại tượng cá nhân đâu. Tả hữu đánh giá suy nghĩ tiền chính mình, đã không có nửa điểm nâng kiếm khí lực, chết sớm cùng trễ tử cũng là muốn tử, không như to gan đánh cuộc một lần chờ một chút mặc tử tuấn nhất thời hướng về phía phong hướng nguyệt hô phong hướng nguyệt có chút kinh ngạc đưa ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên mặt hắn tự hồ ở phán đoán kia hai chờ một chút có phải hay không ở nói với nàng mặc tử tuấn vốn là vô ý thức đánh cuộc một lần không nghĩ tới này chỉ mẫu sói thế nhưng thực sự dừng bước còn lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn lần này hắn khẳng định trước mắt này con sói thật là cùng một bàn sói không giống người thường tối thiểu nó cùng hắn truy phong như nhau là có chút nhà thông thái tính, hiểu tiếng người. Trả lời một vị thân nói, ủng hộ và nhắn lại càng nhiều, Lưu Bạch tự nhiên canh tân sẽ hơn, vì thế hôm nay tới thêm canh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 15 Không một năm trao đổi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong lòng lập tức vui vẻ, chỉ là vì xác định hắn lớn mật giả thiết, mặt tử tuấn nhất thời ngay sau đó lên đường, cái kia, sói, sói phu nhân, tại hạ tin ngươi đối tại hạ cũng không có ác ý, tại hạ cũng không muốn vào thời khắc này trọng thương lúc, lại đến thương tổn các ngươi, nếu là ở hạ đoán không sai nói, các ngươi tất nhiên là đói bụng rồi thế nhưng, tại hạ này trong bao quần áo, vẫn còn có chút lương khô, ngươi nếu là tỉnh ăn nói, còn đủ các ngươi ăn thượng hai ngày, không như tại hạ đem bao quần áo tặng cho ngươi, làm trao đổi. Người phóng của ta truy phong đi, thế nào? Rất sợ Phong Hướng Nguyệt không phải quá nghe hiểu được, mặt Tử Tuấn tận khả năng có thể dùng vẻ mặt của hắn hiền lành đứng lên, đồng thời ngữ tốc cũng phóng rất chậm, cuối cùng lại dùng mắt nhìn nhìn truy phong cùng bao quần áo, ý ở làm cho Phong Hướng Nguyệt minh bạch. Phong Hướng Nguyệt đương nhiên là nghe hiểu, nàng vốn chính là người. Vì thế lúc này nàng đầu tiên là làm bộ tự hỏi bà nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút cái túi sách kia phục cuối cùng mới thông thả gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đồng ý. Thấy nàng quả nhiên gật đầu, mặt tử tuấn trái lại ngây ngẩn cả người, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hắn thế nhưng thực sự gặp được một cái thông linh mẫu sói. Phong hướng nguyệt thấy hắn sợ sệt bộ dáng, nhìn không được liếc mắt, thật là một ngu ngốc. Thế nào chưa thấy qua nghe hiểu được tiếng người sói. Mệt nàng còn tưởng rằng hắn người nọ là bao nhiêu không ai bị nổi anh hùng nhân vật đâu, lại nguyên lai cũng sợ tử bất quá tính hắn thông minh, quan sát tỉ mỉ, hiểu được cùng nàng nói điều kiện, nói cách khác, kết quả thật đúng là chỉ có một, đó chính là hai bại câu tử. Phong hướng nguyệt không có càng đi về phía trước, mà là dùng đầu hướng phía cái túi sách kia phục điểm điểm, ý bảo mặt tử tuấn đem bao quần áo cho nàng ném qua đây. Mặc tử tuấn lần này là khẳng định này chỉ mẫu sói không chỉ hiểu tiếng người, hơn nữa còn rất là thông minh, cơ trí, hiểu được vào lúc này không tiếp cận chính mình, xem ra là sợ chính mình cuối cùng cho nó một kích đi. Không có châm chọc này chỉ mẫu sói lòng tiểu nhân, mặt tử tuấn chỉ là cười khổ thoáng khởi động đầu, muốn đứng dậy, lại độ ngã xuống, sói phu nhân, ngươi cũng thấy đấy, ta bây giờ liền lên khí lực cũng không có, như, thế nào còn có thể giúp ngươi đem này bao quần áo ném qua. Ngươi qua đây đi, ta cam đoan, ta đã không khí lực nhắc lại kiếm thương ngươi, dù sao dù cho hiện tại ta giết các ngươi, chính ta cũng sống không được, không cần nửa ngày, thi thể của ta cũng sẽ bị này trong rừng cái khác kiếm ăn giả thú ăn thịt, cần gì chứ? Phong hướng nguyệt biết hắn nói cũng đúng sự thực, thế nhưng nàng vẫn như cũ không tin hắn, không khỏi cười lạnh một chút, nói, ngươi nói được đích xác sai, đáng tiếc, ngươi mặc dù cũng nhất định sẽ tử, thi thể ở tại chỗ này cũng nhất định sẽ bị cái khác sói hoặc là giả thú ăn tươi, bất quá vậy cũng không có nghĩa là, ngươi bây giờ liền nguyện ý bị ta ăn, vì thế ngươi đúng là vẫn còn sẽ nắm lấy cơ hội giết ta. Mặc Tử Tuấn nghe không hiểu Phong Hướng Nguyệt trong miệng sói ô có tiếng là có ý gì, thế nhưng chỉ cảm thấy chật cao chợt thấp thanh âm trung mang theo đối với hắn bất tận châm chọc, tựa hồ ở giọng nghĩa mai hắn đang nói dối bình thường. Mặc Tử Tuấn cũng không biết vì sao, hắn tựa hồ đó là có thể hiểu này chỉ mẫu sói muốn biểu đạt ý tứ, nếu không có lúc này hắn bản thân bị trọng thương, hắn thật đúng là muốn đêm này chỉ mẫu sói thu được bên cạnh mình làm bạn dù sao đầu năm nay, có thể như vậy thông linh động vật thật đúng là không gặp nhiều, mà hắn mặt tử tuấn, thích vĩnh viễn là người khác khó có thể có được. Huống chi hiện tại người sẽ ở sau lưng hai mặt, sẽ ăn uống mật kiếm, này sói lại là sẽ không nói, hiển nhiên nếu so với người đáng tin hơn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 16 016 bao quần áo bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chỉ tiết chính hắn bây giờ đều tự thân khó bảo toàn không chết ở chỗ này kia đã là may mà thế nào còn có thể thu phục này quá mức thông minh mẫu sói sói phu nhân như vậy đi ta làm cho truy phong đem ta kéo khai một ít chính ngươi đi lấy kia chỉ bao quần áo thế nào phong hướng nguyệt lần thứ hai gật gật đầu đồng thời còn dùng chẳng đáng ánh mắt liếc mắt nhìn kia thất chán ghét mã thế là mặt tử tuấn trong miệng nhất thời phát ra mấy tiếng ngắn mũi tiếu thanh, sau đó kia thất vẫn đối với phiêu lưu nguyệt cùng tiểu sói con phòng bị quá sâu hắc mã, liền thông thả cúi đầu, dùng mã miệng hàm mặt tử tuấn y sam, đem hắn hướng dòng suối nhỏ phương hướng lại kéo bán trượng. Quá trình này tự hồ là cực đau, mặt tử tuấn trong miệng nhịn không được phát ra mấy tiếng trên, mặc dù tiếng vang không lớn, thế nhưng trong đó kia khó có thể nhẫn nại cảm giác lại tự hồ như lây phong hướng nguyệt, làm cho nàng trái lại không cảm thấy nàng trên người mình thương có cái gì đau. Phong Hướng Nguyệt xác định này phạm vi đối với nàng mà nói vẫn là an toàn. Đối bên người tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng cúi đầu liếm một chút, cũng không quản nó nghe hiểu cùng phủ liền nhẹ giọng nói, "Tiểu quai, sau này ta gọi ngươi tiểu quai, ngươi ở chỗ này chờ, không nên cử động, mẹ đi chuẩn bị cho ngươi ăn đến, nghe được không?" Nói xong, Phong Hướng Nguyệt liền thông thả hướng kia bao quần áo địa phương đi đến tiểu gia hỏa như là nghe hiểu phong hướng nguyệt muốn biểu đạt ý tứ như nhau, quả nhiên tại chỗ đứng không hề động. Mặt tử tuấn cũng đồng thời không nhúc nhích nhìn kia chỉ mẫu sói lấy cực cổ quái tiêu sái lộ phương thức, thông thả tiếp cận túi sách của hắn phục, sau đó phòng bị trừng mắt hắn, sau đó lại lấy cùng nó bước đi tốc độ không tướng ăn khớp thật nhanh tốc độ đem túi sách của hắn phục ngậm vào trong miệng, sau đó cũng không quay đầu lại, cứ như vậy từng bước một nhìn hắn, hướng tiểu sói con phương hướng thối lui động tác kia kia tư thế đều bị lộ ra cẩn thận cùng thông minh quả thực không giống như là một cái sói thật là rất giống một thông minh mà cảnh giác người như nhau làm cho mặt tử tuấn trong tay nắm chặt kiếm thực sự một điểm cơ hội xuất thủ cũng chưa từng có phong hướng nguyệt thành công vào tay bao quần áo cũng không có lập tức trụng bao quần áo mang theo tiểu sói con ly khai dù sao chính nàng cũng biết lấy bây giờ trọng thương chưa lành thân thể cộng thêm không được tự nhiên mà rất nhanh không được bước đi phương thức, dù cho mang theo tiểu gia hỏa đi, cũng là đi không xa, còn không bằng tại đây có nước địa phương, hảo hảo trước dưỡng hai ngày thương, vừa lúc ở đây còn có cái sống dở chết dở người cùng, cũng không phải như vậy tịch mịch. Vì thế phong hướng nguyệt mang theo tiểu sói con lại trở về dưới đại thụ, thông minh dùng miệng theo bao quần áo thắt phương hướng, cẩn thận cũng khai, có thể dùng kia đồng dạng là màu đen, lại là thượng đẳng gấm vóc bao quần áo lúc đó phô khai ở trên mặt đất, thức ăn hương vị cũng lập tức nhẹ nhàng đi ra, lúc này, ngày mới mới vừa sáng. Phong hướng nguyệt rất nhanh trước ngụm lớn nuốt vào hai bánh bao, thoáng giải một chút đói sau, mới đem đồng dạng một bánh bao lớn, hàm tới tiểu sói con trước mặt, làm cho nó ăn. Vật nhỏ mặc dù nhìn qua tượng mới xuất thân không lâu, thế nhưng ăn khởi đông tây đến lại nửa điểm nghiêm túc, chỉ chốc lát sau, liền đem một cái túi tử toàn gặm hết, đồng thời còn đem mắt trành đến đó bao thịt bò kho mặt trên tự hồ rất muốn ăn phong hướng nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng dùng đầu cũng cũng nó được rồi không nên quá tham ăn này ít đồ chúng ta còn muốn ăn thượng hai ngày đâu hôm nay đều ăn sạch ngày mai ngày mốt ăn cái gì a à? tiểu gia hỏa kỳ quái nhưng lại vui sướng cũng liếm liếm phong hướng nguyệt mũi cảm thấy a di mặc dù trở nên kỳ quái điểm bất quá đau nó đảo vẫn là vẫn rất đau nó vì thế tiểu gia hỏa vừa nhanh vui vẻ sau đó thừa dịp phong hướng nguyệt ở tỉ mỉ phân rõ cùng kiểm tra mặt tử tuấn bao quần áo thời gian, nó lần thứ hai tiến vào phong hướng nguyệt bụng hạ, bắt đầu mút vào khởi nhũ. Đầu tới, mà phong hướng nguyệt xác nhận cái túi sách kia phục lý mấy cái bình lý, đều là thượng hạng thuốc trị thương sau, mừng rỡ liền đã hoàn toàn thay thế của nàng lo lắng, cũng là tâm tình thật tốt có thể quên tiểu gia hỏa hút nãy lúc dị thường cảm giác. Hai càng tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 17, 017 chữa thương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio Com. Mặc dù cách cách có điểm xa, bất quá hắn đến tuyệt cùng là nhiều năm luyện liền võ công người, vì thế điểm ấy cách đối với hắn thị lực mà nói, vẫn có thể đem phong hướng nguyệt cùng tiểu sói con nhất cử nhất động nhìn rất rõ ràng. Mặc Tử Tuấn phỏng đoán, chính mình lúc này biểu tình nhất định rất ngu thế nhưng này thực sự không thể trách hắn, thật sự là kia chỉ mẫu sói cho hắn nhiều lắm kinh hỉ cùng kinh ngạc. Nàng thế nhưng hiểu được nhận hắn trong bao quần áo thuốc cái nào là có thể ăn, cái nào là có thể ngoại dụng, hiện tại nàng thế nhưng cứ như vậy quang minh chính đại nuốt lấy hắn thật vất vả mới luyện liền thất khỏa đại hoàng đan, còn đêm này hóa hữu sinh cơ thượng đẳng thuốc trị thương, trở thành bình thường bột mì như nhau hướng nàng trên lưng trên vết thương vẫy. Mà cũng là lúc này, Mặt tử tuấn mới phát hiện này chỉ mẫu sói trên lưng thậm chí có nặng như vậy thương, sớm biết rằng như vậy, trước hắn nên hợp lực một trận, bây giờ ảo não cũng không còn kịp rồi. Nhìn nàng biểu tình thoải mái một lần nữa chậm rãi nằm xuống, mặt tử tuấn đã cảm thấy hắn tuyệt đối không thể cứ chết như vậy, nếu không liền thực sự quá không đến, liền con sói đều hiểu được tự cứu, huống chi hắn đường đường danh lâm sơn trang đệ nhất kiếm mặt tử tuấn. Mặc dù trong cơ thể hắn độc rất khó khống chế, bất quá chỉ cần lúc này đem mệnh trước bảo vệ, chờ trở lại Sơn Trang, cũng không nhất định là hoàn toàn vô hậu mưu nhưng đồ. Nghĩ như vậy, mặt tử Tuấn nhịn không được cất giọng hô, sói phu nhân, sói phu nhân, phong hướng nguyệt đương nhiên là làm bộ không hiểu, cũng không để ý hắn, tiếp tục cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem trước bị nàng cắn ra tới bình thuốc nút lọ, chậm rãi cẩn thận hơn tắt trở lại. Này đó thuốc trị thương bộ dáng mặc dù có chút khó coi, bất quá hiệu quả lại là thật rất tốt, rõ ràng thuốc này một vải lên đi, nàng kia vết thương thật lớn chỗ cũng đã không cảm thấy đau đớn, mà là chỉ có một chút một chút thanh lương tư vị, so với trước dễ chịu hơn, xem ra quyết định đánh cướp nam nhân này bao quần áo, thực sự là một anh minh quyết định. Mặt tử tuấn thấy kia chỉ mẫu sói rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, lại liền cùng không nghe thấy như nhau, không khỏi càng xác định này chỉ mẫu sói nhất định có biện pháp có thể cứu mình, truy phong mặc dù thông minh, lại chỉ giới hạn ở nghe rất đơn giản mấy khẩu lệnh, muốn tượng này chỉ giống như sói, hiểu được uống thuốc chữa thương các loại, vậy còn cách được quá xa, hắn tuyệt đối trông chờ không hơn truy phong. Sói phu nhân, ta biết ngươi nghe thấy, tại hạ mặt tử tuấn, thiểm vì võ lâm đệ nhất trang danh lâm sơn trang phó trang chủ, ngươi khả năng không biết đó là một cái dạng gì địa phương, thế nhưng mặt tử tuấn có thể cam đoan với ngươi, ngươi hôm nay nếu chịu cứu ta, ta mặc tử tuấn tuyệt đối sẽ dũng tuyền tương báo ta có thể cho ngươi vĩnh viễn ăn không xong thức ăn, thật lớn phòng ở, vô số người hầu, đương nhiên còn có tuyệt đối tự do, không ai dám đối với ngươi không tôn kính, ngươi cùng hài tử. Của ngươi có thể yên ổn cuộc sống, không bao giờ nữa dùng lo lắng hải hùng, hài tử của ngươi sẽ bình an lớn lên. Ngươi suy nghĩ một chút, như vậy thật tốt. Mặt tử tuấn cơ hồ là dùng cuối cùng một ngụm chân khí, ở treo, có thể dùng hắn lời muốn nói, sẽ không nửa đường liền đoạn rụng, thế nhưng đến tột cùng là tiêu hao quá, vết thương quá nặng thân thể, còn chưa có toàn bộ nói xong, cũng đã khí lực không kế, ta, ta, mặt tử tuấn, mặc dù, tâm, thủ đoạn độc ác quen, không, bất quá, đã nói, lại, còn chưa có đều, đều chắc chắn, liền, liền ngươi là một cái sói, ta, ta cũng không tiếc, thất, thất tính với ngươi, sói, sói phu nhân, ngươi, nói đến. Đây, rốt cuộc nối nghiệp vô lực, tiếng liếu lo mà dừng lại phong hướng nguyệt đợi hắn ngất đi sau, mới con ngươi sắc phức tạp nhìn nhìn người nọ liếc mắt một cái, mà con ngựa kia lúc này chính nôn nóng ở mặt tử tuấn bên người dẫm chân tại chỗ, tả hữu luôn mãi dùng đầu ngựa đi cũng mặt tử tuấn, nhưng là của hắn người lại nửa điểm động tĩnh cũng không có. Qua không bao lâu, con ngựa kia đột nhiên liền phía trước hai vó câu bay lên không, trường minh hí một tiếng hậu, liền tác đề cuồn cuộn rất nhanh liền biến mất ở tại phong hướng nguyệt các nàng trước mắt. Ba càng thân môn cất giấu cùng nhắn lại, chính là lưu bạch động lực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 18 018 Cứu Hắn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Phong hướng Nguyệt Tán Thưởng liếc mắt nhìn con ngựa kia phương hướng ly khai, nàng cũng không nhận ra kia thất thối mã sẽ chọn lúc này ly khai chủ nhân, là bởi vì muốn một mình đi chạy thoát thân, cái gọi là người sành sỏi, tên kia hơn phân nửa là vội vàng ra này cánh rừng trở lại báo tin, làm cho người đến cấp mặt tử tuấn nhặt xác cốt đi. Một con ngựa còn như vậy, tả hữu này đàn sơn giả lâm là thật không thích hợp chính mình mang theo tiểu gia hỏa sinh tồn, nếu này họ mặc còn có một chút điểm tâm huyết cùng nghĩa khí, khi chính mình liền đổ lần này thì như thế nào? Cũng đã tử quá một lần người, chẳng lẽ còn sợ tử lần thứ hai sao? Phong hướng nguyệt nghĩ như vậy sau, nhất thời liền thông thả đứng lên, chậm rãi đem bao quần áo da dùng miệng một lần nữa long hảo nhẹ giọng đối tiểu gia hỏa nói tiểu quai ở chỗ này chờ mẹ mẹ đi một chút sẽ trở lại xem trọng lương thực của chúng ta nga tiểu quai là phong hướng nguyệt thấp tiểu sói con thủ tên bởi vì cho tới bây giờ tiểu gia hỏa này thực sự rất nghe lời tiểu quai nghe không hiểu phong hướng nguyệt nói lại thấy hiểu ánh mắt của nàng dù sao sói vốn chính là cao trí tuệ động vật chi nhất vì thế thân thể nho nhỏ nhất thời liền nằm úp sắp tới bao quần áo trên, tỏ vẻ nó hiểu. Phong hướng nguyệt nhẹ giọng cười, hảo là thêm nó tức khắc vẻ mặt nước bọt hậu, lúc này mới hướng mặt tử tuấn hôn mê địa phương đi đến. Cách ba bước xa cách, phong hướng nguyệt tùy tiện hoàn toàn không che giấu trình tầm mắt đem mặt tử tuấn từ trên xuống dưới nhìn một lần. Cho ra lấy có kết luận. Đệ nhất, nam nhân này vóc dáng rất cao, tối thiểu có một bách bát 10cm bộ dáng, điều này đại biểu lấy hiện nay thân thể, rất khó kéo được động hắn. Đệ nhị, nam nhân này thương rất nặng, qua một trắc trên mặt đất sau lưng đeo, thì có 17-18 đường vết máu, hơn nửa máu vẫn là màu đen, không phải trúng độc, chính là bị thương đã lâu rồi, điều này đại biểu hắn dù cho lập tức bị đạt được tỉ mỉ chăm sóc, cũng chưa chắc sống được xuống. Phong hướng nguyệt chân mày không tự chủ được nhíu lại. Đệ tam, nàng hôm nay là đường sói, không có linh hoạt hai tay, nhưng cho là hắn tẩy trừ băng bó, đồng thời là trọng yếu hơn là bị trọng thương nhân loại không thể cho hắn uống nhiều lắm nước lã, nhất định phải uống nước nóng, vậy ý nghĩa nhất định phải nhóm lửa, còn nhất định phải cho hắn thay sạch sẽ y phục chờ một chút, sở hữu muốn làm là sự tình thực sự nhiều lắm, dù cho nàng là cá nhân, muốn hoàn thành này đó cũng tương đương khó khăn, huống chi nàng bây giờ vẫn là đường sói. Vì thế phong hướng nguyệt quyết định không nên uổng phí khí lực, người này thật có là chết chắc thế là phong hướng nguyệt nhất thời xoay người chuẩn bị trở về của nàng dưới tàn cây đúng lúc này phía sau truyền đến mặt tử tuấn suy yếu thanh âm sói sói phu nhân ngươi ngươi chuẩn bị thấy thấy chết không cứu sao phong hướng nguyệt thở dài một hơi xoay người hướng về phía đã bán mở mắt ra một lần nữa tỉnh lại mặt tử tuấn nói ta không phải thấy chết không cứu mà là ngươi đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ cứu sống ngươi căn bản không có khả năng ngươi nặng như vậy ngoại thương, về điểm này thuốc trị thương căn bản không đủ. Sói, sói phu nhân, ngươi, ngươi là cảm thấy mực người nào đó, tức, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì thế, vì thế không muốn cứu, cứu ta, là, phải không? Mặc dù nghe không hiểu, mặt tử tuấn vẫn là thấy rõ phong hướng nguyệt con ngươi trung thương hại cùng đồng tình, phỏng đoán đúng rồi ý của nàng. Phong hướng nguyệt tức giận gật gật đầu, ngươi đã cũng đã đã nhìn ra, hà tất giải dụa. Tử vong lại không đáng sợ, huống chi mỗi người cũng có tử một ngày, như ngươi vậy dãy dụa muốn sống, thống khổ phi thường, còn không bằng đã chết được cái thống khoái, cần gì chứ? Sói, sói, phu nhân, mực người nào đó, không, không thể chết ở chỗ này, mặt tử tuấn cũng, cũng không cam lòng chết ở, này, ở đây, ta nhất định phải sống, sống trở lại, ta, ta muốn báo thù, cứu, cứu ta. Nói, kia mặt tử tuấn thế nhưng như là dùng hết khí lực bình thường buông lỏng ra tay phải một cái nắm chui kiếm, mắt thì không nhúc nhích vẫn rơi vào phong hướng nguyệt trên người, tự hồ là ở hướng nàng làm cuối cùng thẳng thắng thành khẩn. Công chúng ngày sau căn bản là mỗi ngày ba càng. Nếu có tình huống đặc thù là hai càng. Mặt khác xà sủng chi xà vương mây xanh phi ngoại, khuya hôm nay liền sẽ bắt đầu thượng truyền canh tân, xin đợi hậu kia văn phi ngoại thân không nên gấp cáp. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 19 Không một chính quát cốt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Phong hướng nguyệt không giấu vết nhíu mày, lại quay đầu lại nhìn nhìn trên lưng mình thuốc trị thương, tốt xấu người này bao quần áo tạm thời giải quyết nàng cùng tiểu quay ấm no vấn đề, lại giải quyết của nàng vết thương nhiễm trùng vấn đề, nàng sẽ chết mã coi như ngựa sống y, cứu hắn một hồi đêm, nếu là cuối cùng hắn vẫn đang đã chết, vậy cũng sẽ không oán nàng. Chuyện kế tiếp, đối phong hướng nguyệt mà nói, quả thực là bận rộn đến muốn chết kinh nghiệm. Chuyện gì đều phải dùng miệng đến xử lý, mà không phải dùng tay, chưa từng có như vậy trải qua người, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Phong hướng nguyệt lúc trước cũng không muốn tượng quá, nàng sẽ có như vậy một ngày, nhưng mà bây giờ nàng nhưng không được không tự mình thể nghiệm một hồi. Đầu tiên là dùng bén nhọn răng xé rách mặt tử tuấn y phục, Điều này cũng cho phép xem như là nhẹ nhàng nhất một động tác, dù sao kia bộ y phục bản thân cũng đã thiên sang bách khổng, không có nàng cho rằng trung trắng chắc. Mà khi mặt tử tuấn trên lưng thương toàn bộ triển lộ đến trong mắt nàng lúc, cuốn là theo chân phong ngạo thiên cũng từng trải qua đau thương dùng binh khí đánh nhau cảnh phong hướng nguyệt, cũng nhịn không được nửa đảo hít một hơi, thầm thang, nam nhân này quả thực là bất khả tư nghị. Phía sau lưng cũng đã hư thối đến loại trình độ này lại còn không có ở bị nhiễm hạ khiến cho ung thư máu, lại còn có thể chống lâu như vậy không chết, quả thực đẹp như nhau sinh mệnh lực tràn đầy con dáng. Như vậy vết thương, căn bản không phải tác thuốc bột liền có thể giải quyết sự tình, như vậy vết thương, nhất định phải đem mặt trên thịt thối đều cạo, nếu không, thượng nhiều hơn nửa thuốc cũng là không tốt. Nàng nếu có tay nói, còn có thể miễn cưỡng dùng hắn kia thanh trường kiếm đưa cho hắn quát cốt quát thịt, nhưng nàng hôm nay là con sói, tại sao có thể trông chờ nàng dùng chân cầm một thanh kiếm đâu? Chết tiệt, mặt tử tuấn, ta không có cách nào cứu ngươi, của ngươi phía sau lưng cũng đã lạng, ngươi muốn ta thế nào cứu? Ngươi thân thể này coi như là giả thú, chúng nó cũng không hồi muốn ăn, ngươi tự cầu nhiều phút đi. Phong hướng nguyệt nói xong, liền phải ly khai. Lại thình lình, vẫn trái phút bị mặt tử tuấn nắm lấy, phong hướng nguyệt nhất thời kinh hải nhìn về phía hắn lại phát hiện hắn chính cắn răng dùng đem hết toàn lực ngồi dậy, nắm lấy chính mình cái vuốt tay cùng với bảo là muốn đối với mình bất lợi, còn không bằng nói là muốn dùng thân thể của nàng để chống đỡ, sử lực ngồi xong. Quá trình này, tròn dùng ước chừng có hơn 10 phút bộ dáng, hắn mới rốt cuộc đỉnh trực lưng ngồi dậy, hơi thở giữa bởi vì đau đớn quan hệ, càng co rúng không ngừng, sói, sói phu nhân, lưng của ta hậu, là, có phải hay không tình huống rất, rất tệ nam nhân này. Thực sự là thật mạnh ý chí lực. Đâu chỉ rất tệ. Quả thực là không xong cực kỳ. Phong hướng nguyệt nhìn hắn, một sói một người mặt, cách xa nhau không quá nửa xích, vì thế đây đó mắt trung thần tình, tự nhiên cũng bị đối phương nhìn nhất thanh nhị sở. Mặt tử tuấn cư nhiên nở nụ cười, nhàn nhạt, quật cường, không thể buông tha tươi cười, cảnh này khiến hắn nguyên bản liền cứng cỏi ánh mắt, lại càng phát lộ ra đối nhau mệnh không thôi theo đuổi cảm, Phong hướng nguyệt thừa nhận lòng của nàng ở trong nháy mắt bị hắn đánh giật mình, cảm thấy vô luận như thế nào cũng không nên làm cho như thế một người nam nhân chết ở chỗ này. Được rồi, ngươi đã có khí lực ngồi dậy, vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau cố gắng, nhìn nhìn có thể hay không đem cái mạng nhỏ của ngươi cấp nhặt trở về. Hiện tại chúng ta gần chút nửa dòng suối nhỏ một ít. Thế là, lại kinh qua rất nhiều cố gắng, mặt tử tuấn nuốt vào vài khỏa dược hoàng hậu, rốt cuộc có thể làm cho mình đưa lưng về phía dòng suối nhỏ ngồi ngay ngắn, sau đó đầu trắc chuyển, liền đối chiếu rọi ở dòng suối nhỏ trung sau lưng của mình, hung hăng giơ tay lên dùng kiếm, đem thịt thối một kiếm một kiếm quát xuống. Bởi vì ở phía sau bối, lực đạo nắm giữ không đều đều, cộng thêm giơ kiếm trên tay cũng thực sự mau vĩnh viễn không hơn khí lực, vì thế vài chỗ, còn không từng hư thối thật là tốt thịt bị cạo, mà thịt thối lại chính ở chỗ này, cái loại này vô cùng thê thảm bộ dáng, phong hướng nguyệt cả đời này cũng là mới nhìn thấy lần này. Khắc chế mình muốn nôn mửa dục vọng, trong miệng vững vàng hàm kia thuốc trị thương cái bình, ở kiếm của hắn thổi qua chỗ, tân máu tươi dũng mãnh tiến ra trước, liền đem thuốc bột vải lên đi. Như vậy nhiều lần, hắn quát thịt, nàng tác thuốc bột. Đợi đến cuối cùng mặt tử tuấn vết thương trên người đều miễn cưỡng xử lý tốt, miễn cưỡng bộ thượng vội vàng ngoại sam lúc, một ngày quan âm lại quá khứ hơn phân nữa mà mặt tử tuấn cũng lại nhịn không được, cứ như vậy thật sâu ngất đi. Phong hướng nguyệt mặc dù cũng muốn hôn, thế nhưng đến tiếp sau lại còn có rất nhiều chuyện cần nàng ngồi, tỉ như sinh một đống lửa, tỉ như bảo trì vết thương phần đất bên ngoài phương vệ sinh, tỉ như. Hai càng tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 20 Không hai không thương tiếc bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ngay sau đó hai ngày phong hướng nguyệt quả thực không biết là thế nào vượt qua mặt tử tuấn đại bộ phận thời gian đều hôn mê hơn nửa trời vừa tối khi nhiệt độ cơ thể liền lúc lạnh lúc nóng có chút dọa người cho nên nàng không thể không khi hắn nhiệt độ cơ thể cực lạnh thời gian dùng mình là thân thể cho hắn sưởi ấm khi hắn nhiệt độ cơ thể quá cao thời gian dùng miệng hàm thấm ướt suối nước vải một lần lại một lần cho hắn khoác lên trên trán Mỗi một lần cũng không biết người này còn có thể hay không tỉnh lại, mà mặt Tử Tuấn lại tựa hồ như sẽ đối Phong Hướng Nguyệt xác minh, cứu hắn không phải là bạch cứu hứa hẹn, vì thế luôn luôn ở Phong Hướng Nguyệt cảm thấy hắn chân chính muốn chết thời gian, mở mắt. Sau đó chính là đối Phong Hướng Nguyệt mỉm cười. Hai ngày hai ban đêm, Phong Hướng Nguyệt tổng cộng gặp được như vậy mỉm cười 5 lần, thả một lần cười so với một lần coi được. Kỳ thực cho hắn lau sạch sẽ mặt hậu Phong hướng nguyệt cũng đã thấy rõ mặt tử tuấn tuyệt mỹ như ngọc khuôn mặt, chỉ là người này không khi cười, cảm giác lạnh lùng bình tĩnh rất, nhưng là thông qua này mấy lần mỉm cười sau, phong hướng nguyệt không lý do lại có một loại người này kỳ thực rất yêu cười ảo giác. Rõ ràng là một người một sói, rõ ràng là lúc trước liền làm không nhận thức, nhưng mà kinh qua ba ngày nay cùng chung hoạn nạn, giữa bọn họ tự hồ thành lập nổi lên đặc thù nào đó ăn ý. Tiểu quai mặc dù không hiểu rõ a di tại sao muốn cứu này lớn lên kỳ quái gì đó, đáng thương tiểu gia hỏa xuất thân đến bây giờ, chưa bao giờ có từng thấy nhân loại, thế nhưng nó về sau phát hiện người kỳ quái này, nhìn mình cùng a di trong mắt, cũng không có địch ý sao, nó cũng dần dần bắt đầu ở bên cạnh hắn chơi. Vì thế mặt tử tuấn ngẫu nhiên mở mắt ra, cũng có thể nhìn thấy nho nhỏ màu trắng tiểu nhung cầu bàn tiểu quai, ở trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện bộ dáng, khi cười cũng là càng phát ra nhiều hơn bởi vì không biết còn phải ở chỗ này chờ đợi cứu viện nhiều người lâu, vì thế phong hướng nguyệt không thể không đem vậy có hạng lương khô làm trình độ lớn nhất tiết kiệm phân phối. Tiểu quai một ngày chỉ có thể phân phối đến một cái bánh bao, còn lại liền uống sữa, cũng may nó cái đầu còn nhỏ, điểm ấy thức ăn đủ cam đoan nó ấm no vấn đề. Mà phong hướng nguyệt chính mình nhưng cũng chỉ ăn một cái bánh bao, cho mặt tử tuấn hai cái bánh bao. Sói phu nhân, ta đã tốt hơn rất nhiều, muốn chi ta một chút cũng không đói, cũng là ngươi ăn đi, ngươi còn có đứa nhỏ muốn chiếu cố, một cái bánh bao không đủ. Khi mau thịt bò cũng không cần giảm đi, miễn cho hôm nay nóng, nếu như sưu rớt, thì không thể ăn, nếu là truy phong thật có thể thuận lợi chạy về danh lâm Sơn Trang nói, ta phỏng chừng trễ nhất sáng sớm ngày mai, viện cứu người của chúng ta nên tới, đến lúc đó, các ngươi cũng không cần như thế chịu khổ. Mặt tử Tuấn Thương Tiếp nhìn trước mặt này vẻ mặt dịu ngoan mẫu sói, ba ngày ở chung, đã đã vừa lòng hắn khẳng định này con sói là chỉ thiện lương thả thông linh mẫu sói, tiểu sói con mặc dù thỉnh thoảng thỉnh thoảng cũng nghịch ngợm, bất quá đại bộ phận thời gian cũng rất dịu ngoan, cực kỳ giống mẫu thân của nó. Mặt tử tuấn không chút nghi ngờ, nếu là này chỉ mẫu sói là một người loại nữ tử nói, đó là nàng mang theo một đứa nhỏ, hắn cũng sẽ không chút do dự thú nàng làm vợ, bởi vì này ngắn trong ba ngày, hắn theo trên người các nàng, cảm nhận được chưa bao giờ từng cảm thụ trôi qua ấm áp. Mà cũng chính bởi vì như vậy, mặt tử tuấn mới càng thêm không muốn được này một lớn một nhỏ mẹ con, vì hắn mà nhẫn cơ chịu đói, giờ khắc này mềm mại tâm địa, làm cho mặt tử tuấn mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn mặt tử tuấn cư nhiên cũng có đối sự vật như vậy mềm lòng cùng thương tiếc thời gian, mà đạt được hắn như vậy khó có được đãi ngộ lại là một cái sói. Này nếu truyền tới giang hồ đi, sợ là không ai sẽ tin tưởng đi. Thế nhưng mặt Tử Tuấn cũng đã quyết định muốn chiếu cố này chỉ mẫu sói cùng tiểu sói cả đời. Ba càng tới, bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.